Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 12. Đức Giê-hô-va ơi, xin cứu chúng tôi, vì người nhân đức không còn nữa, và kẻ thành tín đã mất khỏi giữa con loài người. Chúng đều dùng lời dối trá mà nói lẫn nhau, lấy môi vua nịnh và hai lòng mà trò chuyện nhau. Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thảy các môi vua nịnh và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo, tức là kẻ nói rằng nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ được thắng, môi chúng ta thuộc về chúng ta, ai là chúa của chúng ta. Nhưng vì người khốn cùng bị hà hiếp và kẻ thiếu thốn rên xiết, Đức Giê-hô-va phán: bây giờ ta sẽ trỗi dậy, đặt người tại nơi yên ổn là nơi người mong muốn. Các lời Đức Giê-hô-va là lời trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi giót bằng gốm luyện đến 7 lần. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ gìn giữ các người khốn cùng, hằng bảo tồn họ cho khỏi dòng dõi này. Khi sự hèn mạc được đem cao lên giữa loài người, thì kẻ ác đi dạo quanh tứ phía. Chương 19. Đức Chúa Giê-xu vào thành Giê-ri-cô, đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giê-xu là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước, trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giê-xu, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lăm băm rằng: người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Song Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến, tìm và cứu kẻ bị mất. Họ nghe những lời ấy, thì Đức Chúa Giê-xu thêm một thí dụ nữa. Vì Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. Vậy Ngài phán rằng: có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về, bèn gọi 10 người trong đám đầy tớ mình, giao cho 10 nén bạc và dạy rằng: hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về. Song dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng: chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng: lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được 10 nén. Chủ rằng: hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng: lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được 5 nén. Chủ rằng: ngươi được cai trị 5 thành. Người khác đến thưa rằng: lạy Chúa, đây này, nén bạc của Chúa tôi đã gói giữ trong khăn, bởi tôi sợ Chúa, vì Chúa là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Chủ rằng: hỡi đầy tớ ngoan ác kia, ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi đã biết ta là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về sẽ lấy lại vốn và lời. Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng: hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có 10 nén. Họ bèn thưa rằng: lạy Chúa, người ấy có 10 nén rồi. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây và chém đi trước mặt ta.
Sau khi Đức Chúa Giêsu phán điều đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu gần đến thành Bethphage và Bethany, ngang núi gọi là Olive, sai hai môn đồ đi và dặn rằng: Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi. Khi vào làng, sẽ thấy một lừa con buộc đó chưa hề có ai cởi. Hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: Sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu, lấy áo mình trải trên con lừa, nâng ngài lên cởi. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy mà nói rằng: Đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Bây giờ có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng ngài: Thưa thầy, xin quở trách môn đồ thầy. Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng: Ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra mà phán rằng: Có lời chép rằng: Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết ngài, nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe ngài nói. Chương 23. Sarah hưởng thọ được 127 tuổi, ấy là bao nhiêu năm của đời Sarah. Sarah qua đời tại Kiriat Araba, tức là Hebron thuộc về xứ Canaan. Abraham đến chịu tang cho Sarah và than khóc người. Đoạn Abraham đứng dậy trước người chết mình và nói cùng dân họ hết rằng: Ta là một khách kiều ngụ trong vòng các ngươi, xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi để chôn người thác của ta. Dân họ hết đáp rằng: Lạy Chúa, xin hãy nghe chúng tôi. Giữa chúng tôi Chúa tức một quân trưởng của Đức Chúa Trời, hãy chôn người chết của Chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi. Trong bọn chúng tôi chẳng có ai tiếc mộ địa mình đặng chôn người chết của Chúa đâu. Abraham bèn đứng dậy sắp mình xuống trước mặt các dân của xứ, tức dân họ hết, mà nói rằng: Nếu các ngươi bằng lòng cho chôn người chết ta, thì hãy nghe lời và cầu xin Ép-rôn con của Sô-ha dùm ta, đặng người nhượng cho ta hang đá mặt Bê-la ở về tận đầu đồng người, để lại cho đúng giá, hầu cho ta được trong vòng các ngươi một nơi mộ địa. Vả Ép-rôn người Hê-tít đang ngồi trong bọn dân họ hết đáp lại cùng Abraham trước mặt dân họ hết vẫn nghe, và trước mặt mọi người đến nơi cửa thành mà rằng: Không, thưa Chúa, hãy nghe lời tôi. Hiện trước mặt dân tôi xin dâng cho Chúa cánh đồng và cũng dâng luôn cái hang đá ở trong đó nữa, hãy chôn người chết của Chúa đi. Abraham sắp mình xuống trước mặt dân của xứ và nói lại cùng Ép-rôn hiện trước mặt dân của xứ đang nghe mà rằng: Xin hãy nghe, ta trả giá tiền cái đồng, hãy nhận lấy đi thì ta mới chôn người chết ta. Ép-rôn đáp rằng: Thưa Chúa, hãy nghe lời tôi. Một miếng đất giá đáng 400 siếc lơ bạc mà tôi cùng Chúa thì có giá chi đâu, xin hãy chôn người chết của Chúa đi. Abraham nghe theo lời Ép-rôn trước mặt dân họ hết, cân 400 siếc lơ bạc cho người là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán. Vậy cái đồng của Ép-rôn tại Mạc-bê-la nằm ngang Mam-rê,
nghĩa là cái đồng ruộng hang đá, các cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng, đều trước mặt có các dân họ hết, cùng mọi người đến cửa thành, nhận chắc cho Abraham làm sản nghiệp. Sau các việc đó, Abraham chôn Sarah, vợ mình, trong hang đá của đồng Macpela, nằm ngang Mamre tại Hebron, thuộc về xứ Canaan. Đồng và hang đá đó đều có các người họ hết nhận chắc để lại cho Abraham dùng làm mộ địa. Chương 24. Và Abraham đã già, tuổi đã cao, trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. Abraham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình có quyền quản trị các gia tài mà rằng: Xin hãy đặt tay lên đùi ta, và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Canaan, tức giữa dân ấy ta trú ngụ làm vợ cho con trai ta. Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Y-sác con trai ta. Người đầy tớ thưa rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ này, vậy có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng? Abraham nói rằng: Hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, là đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này. Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắt lời của ta biểu ngươi thề, mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó. Đoạn, người đầy tớ để tay lên đùi Abraham chủ mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn biểu. Đoạn, người đầy tớ bắt 10 con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mesopotami đến thành của Naco. Người cho lạc đà nằm quỳ gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia. Và buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước. Người nói rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi ơi, xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Abraham tôi. Này, tôi đứng gần bên giếng này, các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước. Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vậy, xin nàng hãy nghiêng bình cho tôi uống nhờ hớp nước, mà nàng trả lời rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa. Là chính người mà Chúa đã định cho Y-sác kẻ tôi tớ Ngài, và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy. Người đầy tớ chưa dứt lời, này, nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Betuel. Betuel là con trai của Minca, vợ Naco, em trai của Abraham. Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước rồi trở lên. Đầy tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói rằng: Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. Nàng đáp rằng: Thưa Chúa, hãy uống đi. Rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà Chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc đà uống. Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết Đức Giê-hô-va làm thành công việc mình đi đây hay chăng. Khi lạc đà vừa thôi uống, người đầy tớ bèn lấy một khoanh vàng nặng được nửa siếc lơ và đôi xuyến nặng được 10 siếc lơ mà nói rằng: Nàng là con ai? Xin nói cho tôi biết. Trong nhà cha nàng có chỗ nào cho tôi ở nghỉ ban đêm chăng? Nàng đáp rằng: Tôi là con gái của Betuel, cháu nội của Minca và Naco. Rồi lại nói: Nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ, và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa. Người bèn cúi đầu và sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi. Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi. Khi đang đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy. Người gái trẻ đó chạy về, thuật chuyện này lại cho nội nhà mẹ mình. Vả, nàng Rebecca có một anh tên là Laban. Laban chạy đến người đầy tớ đó ở gần bên giếng. Vừa thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình,
và đã nghe chuyện Rebecca thuật lại rằng người này nói vậy, thì đi đến người đang đứng gần bên mấy con lạc đà ở nơi giếng nước mà thưa rằng: hỡi người đã được Đức Giê-hô-va ban phước, xin mời vào. Sao đứng ngoài này vậy? Tôi đã sửa soạn nhà và dọn dẹp một nơi cho mấy con lạc đà rồi. Người đầy tớ bèn vào nhà. La-ban cỗi yên cho lạc đà, đem cỏ cùng rơm cho các thú đó, rồi lấy nước đặng rửa chân cho người đầy tớ và mấy kẻ đi theo. Đoạn, người nhà bày bữa và mời ăn. Nhưng người đầy tớ nói: không, tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những điều tôi cần phải nói. La-ban đáp rằng: hãy nói đi. Người bèn nói rằng: tôi là đầy tớ của Abraham. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội phần trở nên thịnh vượng. Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Vả Sarah, vợ chủ tôi trở về già, có sinh một con trai cho người. Người đã giao gia tài mình lại hết cho con trai đó. Chủ tôi lại có bắt tôi thề rằng: ngươi chớ cưới cho con trai ta một người vợ nào trong bọn con gái của dân Canaan là xứ ta đang trú ngụ, nhưng hãy về nhà cha ta trong vòng bà con ta mà cưới cho nó một người vợ tại đó. Tôi nói cùng chủ tôi rằng: có lẽ người con gái không khứng theo tôi về. Chủ đáp rằng: Đức Giê-hô-va là đấng ta phục sự sẽ sai thiên sứ theo ngươi làm cho thành công việc ngươi đi, và ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng bà con ta tại nhà cha ta. Vậy nếu khi ngươi đi về bà con ta mà họ không khứng gả cho, thì ngươi sẽ được gỡ lời thề nặng của ngươi đã thề cùng ta đó. Ngày nay khi đi đến giếng kia, tôi có cầu rằng: lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi, xin đoái đến mà giúp công việc của tôi đi đây cho được thành. Này, tôi ngồi gần bên giếng này, cầu xin hễ người gái trẻ nào sẽ ra xách nước mà tôi nói cùng nàng rằng: xin cho tôi uống một hớp nước trong bình, mà sẽ trả lời rằng: hãy uống đi, rồi tôi sẽ xách nước cho các lạc đà ngươi uống nữa. Xin cho người gái trẻ đó là vợ mà Đức Giê-hô-va đã định cho con trai của chủ tôi. Chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng đâu nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra xuống giếng xách nước. Tôi nói với nàng rằng: xin cho tôi uống hớp nước. Nàng lật đật hạ bình trên vai xuống mà nói rằng: hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa. Vậy tôi có uống và nàng cũng có cho các lạc đà uống nữa. Tôi bèn hỏi nàng rằng: nàng là con gái ai? Nàng đáp: tôi là con gái của Bethuel, cháu nội của Naco và Minca. Tôi liền đeo cái khoanh nơi lỗ mũi và đôi xuyến vào tay nàng. Đoạn tôi cúi đầu và sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi, mà đã dẫn tôi vào đường chính đáng để chọn được cho con trai người, con gái của em chủ tôi. Vậy bây giờ, nếu các ông muốn lấy lòng tử tế và trung tín đối cùng chủ tôi, xin hãy tỏ điều đó cho. Dầu không, xin cũng nói cho biết, hầu cho tôi sẽ xây về bên hữu hay là về bên tả. La-ban và Bê-tu-ên đáp rằng: điều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra. Chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng quấy hay rằng phải. Kìa, Rebecca đang ở trước mặt ngươi. Hãy dẫn nó đi, để nó được làm vợ của con trai chủ ngươi, theo như lời Đức Giê-hô-va phán định. Đầy tớ của Abraham vừa nghe lời hai người nói xong, liền sấp mình xuống đất trước mặt Đức Giê-hô-va. Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng và áo sống trao cho Rebecca, rồi cũng lấy các vật quý dâng cho anh và mẹ nàng. Đoạn, người đầy tớ cùng các người đi theo ngồi ăn uống rồi ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ đã thức dậy, người đầy tớ nói rằng: xin hãy cho tôi trở về chủ. Nhưng anh và mẹ nàng nói rằng: hãy cho người gái trẻ ở lại cùng chúng tôi ít ngày nữa, độ chừng 10 bữa rồi nó sẽ đi. Đầy tớ đáp rằng: xin chớ cầm tôi trễ lại, vì Đức Giê-hô-va có làm việc đi đường tôi được thành. Hãy cho tôi đi, trở về nhà chủ tôi. Họ đáp rằng: chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và hỏi ý nó ra sao. Bèn kêu Rebecca và nói rằng: con muốn đi cùng người này chăng? Nàng rằng: tôi muốn đi. Đoạn, họ cho Rebecca em gái mình và người vú của nàng đi về theo người đầy tớ của Abraham và các kẻ đi theo. Họ chúc phước cho Rebecca mà rằng: hỡi em gái chúng ta, chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người.
và cho dòng dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch. Rebecca và các đòi nàng đứng dậy lên cõi lạc đà, đi theo người đầy tớ đó. Vậy người đầy tớ dẫn Rebecca đi. Bây giờ Isaac ở tại Nam Phương từ giếng La Chai Roi trở về. Lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm, nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. Nàng Rebecca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Isaac, liền nhảy xuống lạc đà và hỏi đầy tớ rằng, người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai? Đầy tớ thưa rằng, ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúp che mặt lại. Rồi đầy tớ thuật cho Isaac nghe hết các việc mà mình đã làm. Isaac bèn dẫn Rebecca vào trại của Sarah mẹ mình, cưới làm vợ và yêu mến nàng. Vậy Isaac được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.